với chúng thường tứ đàn tứ là nhóm đàn mát. Tuy nhiên về sau này cây đàn tứ người ta có thể sùng để solo để đánh những bài bản luôn. Chúng ta sẽ đến với một nghệ sĩ rất là hot boy, nghệ sĩ rất là hot boy, mái tóc cũng rất là hot boy đó. Nghệ sĩ Duy Phương biết bài gì giơ tay được chưa? Chúng ta cho một tràng pháo tay thiệt to, chuẩn bị nghe bài nhạc. Xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ.